Xin chào tất cả những pioneer, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mới nhất của mình trong buổi sáng ngày hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2024. Video này mình có một cái thông tin rất là đặc biệt đến từ trang HR News. Thì trang HR News có đề cập đến một vấn đề mà tất cả các pioneer đều mong muốn, đó là tiềm năng chuyển đổi giữa Bay và đồng tiền USDT. Không để cho các bạn chờ lâu, chúng ta đi vào tên của bài viết này. Bài viết có tên là mới nhất mở thông báo ứng dụng Bay Network và tiềm năng thanh khoản của Bay và USDT. Quá hay. Chúng ta đi vào bài viết. Bay Network chuẩn bị giới thiệu một tính năng đột phá với việc ra mắt các mở thông báo độc đáo cho từng ứng dụng trong hệ sinh thái của mình. Sự phát triển này không chỉ bổ sung thêm một chiều hướng mới cho nền tảng Bay Network mà còn có tiềm năng biến đổi cách sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch hàng ngày. Mở thông báo ứng dụng đo lường giá trị và phản ánh sức mạnh của Bay. Mỗi ứng dụng của Bay Network sẽ có mở thông báo riêng được thiết kế để đo lường và phản ánh giá trị của Bay. Điều này có nghĩa là mọi mở thông báo đo do ứng dụng phát hành sẽ đóng vai trò là chỉ báo về giá trị của Bay trong bối cảnh của ứng dụng cụ thể đó. Theo cách này, giá trị của Bay sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường bên ngoài mà còn bởi hoạt động và thành công của các ứng dụng trong hệ sinh thái Bay Network. Tiềm năng thanh khoản. Sử dụng Bay để mua mã thông báo và chuyển đổi sang USDT đây là phần hấp dẫn nhất trong cái bài viết này. Một trong những tính năng mong đợi nhất là tiềm năng mua mã thông báo ứng dụng bằng Bay và chuyển đổi chúng thành USDT. Nếu tính năng này được kích hoạt, nó có thể thúc đẩy đáng kể tính thanh khoản và cải thiện đáng kể hoạt động của hệ thống. Những người tiên phong sẽ có sự linh hoạt để đổi Bay lấy token ứng dụng và sau đó là USDT, mang đến cho họ nhiều lựa chọn hơn trong việc quản lý và sử dụng tài sản của mình. Tiếp theo, tác động tích cực đến hệ sinh thái Bay Network. Kích hoạt tính năng này có thể mang lại một số lợi ích chính cho Bay Network như sau. Tăng tính thanh khoản. Khả năng mua token ứng dụng bằng Bay và chuyển đổi chúng thành USDT có thể tăng tính thanh khoản trong hệ sinh thái, tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn. Kích hoạt hệ thống. Việc giới thiệu token ứng dụng có thể dẫn đến tăng hoạt động và sự tham gia trong Bay Network, khuyến khích nhiều tương tác hơn nữa trong người tiên phong. Việc giới thiệu token ứng dụng trong Bay Network kết hợp với tính năng mua và bán có token này bằng Bay và USDT đánh dấu một bước tiến mang tính cách mạng trong thế giới tiền điện tử. Việc đổi mới này được thiết lập để thúc đẩy tính thanh khoản và hoạt động của hệ thống, đồng thời củng cố giá trị của Bay như một loại tiền điện tử đáng tin cậy. Với động thái này, Bay Network đang ở vị thế để thúc đẩy những ranh giới mới trong không gian tiền điện tử và mang lại những lợi ích đáng kể cho cộng đồng pioneer của mình. Một bài viết quá xuất sắc. Các bạn quan tâm về bài viết, hãy comment dưới phần mô tả video, phần video của mình để chúng ta bàn luận thêm, bàn luận vui về Bay Network và chờ đợi một thời điểm bùng nổ mới nhất của Bay Network trong tương lai gần nhất. Cảm ơn tất cả mọi người. Tiếp theo chúng ta lắng nghe phiên bản tiếng Anh. Xin mời Google, please Google. Thank you. HOKA News has news just in. Pi Network app tokens and the liquidity potential of Pi and USDT. Pi Network is poised to introduce a groundbreaking feature with the launch of unique tokens for each app within its ecosystem. This development not only adds a new dimension to the Pi Network platform, but also has the potential to transform the way cryptocurrency is utilized in everyday transactions. App tokens. Measuring value and reflecting Pi's strength, each application within the Pi Network will have its own token, designed to measure and reflect the value of Pi. This means that every token issued by an app will serve as an indicator of Pi's value within the context of that specific application. In this way,
The value of pi will be influenced not only by external market factors but also by the activity and success of the applications within the pi network ecosystem. Liquidity potential. Using pi to buy tokens and convert to USDT. One of the most anticipated features is the potential to purchase app tokens using pi and convert them to USDT. Should this feature be activated, it could significantly boost liquidity and dramatically enhance system activity. Pioneers would gain the flexibility to exchange Pi for app tokens and subsequently for USDT, offering them greater options in managing and utilizing their assets. Positive impacts on the Pi network ecosystem. Activating this feature could bring several key benefits to the Pi network. Increased liquidity. The ability to buy app tokens with Pi and convert them to USDT could enhance liquidity within the ecosystem, facilitate faster and more efficient transactions. System activation. The introduction of tradable app tokens would likely lead to increased activity and engagement within the Pi network. Encouraging more interactions among pioneers. The introduction of app tokens within the Pi network, combined with the feature to buy and sell these tokens using Pi and USDT, marks a revolutionary step in the cryptocurrency world. This innovation is set to boost liquidity and system activity, while also strengthening Pi's value as a credible cryptocurrency. With this move, Pi Network is positioned to push new boundaries in the crypto space and deliver substantial benefits to its pioneer community. Thank you Google. Tiếp theo chúng ta lắng nghe phiên bản tiếng Hàn Quốc của bài viết tuyệt vời này. Thank you Google. Mời please Google. 호카뉴스에는 저스트인 피 네트워크 앱 토큰과 피 및 USDT의 유동성 잠재력이라는 뉴스가 있습니다. 피 네트워크는 생태계 내의 각 앱에 대해 고유한 토큰을 출시하여 획기적인 기능을 도입할 준비가 되어 있습니다. 이 개발은 P네트워크 플랫폼에 새로운 차원을 추가할 뿐만 아니라 일상적인 거래에서 암호화폐가 활용되는 방식을 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 앱 토큰, 가치 측정 및 PV 감점 반영. P네트워크 내의 각 애플리케이션에는 PV 가치를 측정하고 반영하도록 설계된 자체 토큰이 있습니다. 이는 앱에서 발행한 모든 토큰이 해당 특정 애플리케이션의 맥락 내에서 PV 가치를 나타내는 지표 역할을 한다는 것을 의미합니다. 이러한 방식으로 PV 가치는 외부 시장 요인뿐만 아니라 P네트워크 생태계 내 애플리케이션의 활동과 성공에도 영향을 받습니다. 유동성 잠재력. 피를 사용하여 토큰 구매 및 USDT로 전환. 가장 기대되는 기능 중 하나는 피를 사용하여 앱 토큰을 구매하고 이를 USDT로 변환할 수 있다는 것입니다. 이 기능이 활성화되면 유동성이 크게 향상되고 시스템 활동이 극적으로 향상될 수 있습니다. 개척자들은 피를 앱 토큰으로 교환한 후 USDT로 교환할 수 있는 유연성을 얻게 되어 자산을 관리하고 활용하는 데 있어 더 큰 옵션을 제공하게 됩니다. P네트워크 생태계에 긍정적인 영향. 이 기능을 활성화하면 P네트워크에 몇 가지 주요 이점을 가져올 수 있습니다. 유동성 증가. P로 앱 토큰을 구매하고 이를 USDT로 변환하는 기능은 생태계 내 유동성을 향상하고 더 빠르고 효율적인 거래를 촉진할 수 있습니다. 시스템 활성화. 거래 가능한 앱 토큰의 도입은 P네트워크 내 활동과 참여를 증가시켜 개척자 간의 더 많은 상호작용을 장려할 가능성이 높습니다. P 및 USDT를 사용하여 이러한 토큰을 사고 파는 기능과 결합된 P네트워크 내 앱 토큰의 도입은 암호화폐 세계에서 혁신적인 단계를 의미합니다. 이 혁신은 유동성과 시스템 활동을 향상시키는 동시에 신뢰할 수 있는 암호화폐로서 PV 가치를 강화하도록 설정되었습니다.
이러한 움직임을 통해 P네트워크는 암호화폐 공간에서 새로운 경계를 넓히고 파이오니어 커뮤니티에 상당한 이점을 제공할 수 있는 위치에 있습니다. 땡큐 구글. 에스엔 업서비스 땡큐. Thank you all Bionia for watching this video. Please like video and comment video and subscribe my YouTube channel B-Network New Update. Goodbye, see you again. Have a good night. Thank you very much, Bionia. Bye.